Xin chào các bạn. Bữa nay nhà mình có bữa nay đám giỗ nha. Hôm nay xe nhiều rồi đó, nhưng mà bữa nay là mới ngày đầu thôi, ngày mai mới là ngày chính. Tại vì thường đám giỗ là bữa nay là mâm sống, cúng mâm sống, có nghĩa là bữa nay là cái người mất đó là người ta còn sống. Mình sẽ quay lại cho các bạn xem nha. À, đám giỗ thì hơi lu bu cho nên mình không quay chi tiết được, tại vì mất nhiều khi phải phụ nữa. Ớt mắm hả? Này nấu gì cô Sáu? Bỏ kho. Bỏ kho hả? Ừ. Có tử chị hai đem về chưa? Bông điên điển này hồi xuống dưới tư qua tư bắt cá đó, lấy cá lóc lên nấu canh bông điên điển là ngon rồi. Khỏi bẻ là bông thừa đũa. Nó nấu bò kho có tư hột nữa thôi bà. Ừ, nó mới ngon. Giống giống nấu da cầy luôn. Không có tư hột đâu ngon. Mình lấy cái nước không hả? Lấy nấu luôn. Rồi mình phải đâm. Nồi này hôm nay ăn ngon rồi, hôm nay nó hột vịt nó thấm rồi. Thích tính ra mua má heo. Cái bò ngon quá mà tôi mua. Con này ở đâu chị Vy? Em mua 30 ngàn đó. 30 ngàn được mấy con nữa hả? Cua làm cái gì ta? Súp cua hả? Cái này chị hai chị cũng khá thích cua mà. À. Nghe nói chung đi bắt cua nó rồi gì rồi. Dạ. Đây chị lấy nè, còn con ăn nữa. Cái này là một món có một món khó làm bao tử. Thử nó kêu. Thôi à. Thịt bắt ba bay mua kìa. Con đâu? Con hận cái gì? Cá hả? À, con mày. Dành ra ghế. Mấy cái là 3 2 4 6 7 cái 4 tí nha. Có mùi gà bỏ vô thêm không hay nấu không mấy chị? Hả? Có mùi gà bỏ vô nấu không hay nấu không? Nấu gà nữa chứ. Ăn gì chị Vy? Bánh xèo. Bánh xèo nữa hả? Bữa nay đâu bánh xèo mà. Đợi gì 3 giờ đâu bánh xèo mà. Khổ làm sao? Bây giờ ổng nằm đèn nó lạ. Ủa mấy chị có mùi gà bánh xèo không? Có. Chị ta ở chỗ ổng kìa. Mua nhiêu vậy? Rồi ngũ vị hương, sa tế, chả. Chào nước xăng rồi mới đổ nước dừa vô ba. Ừ. Xăng nó thơm mới được. Đem mẹ cắt bớt cho cái giá là chắc chân, bỏ nước vô ngâm quá ha. Khỏi không? Không được. Thì thôi để giá nè. Mẹ cái gì màu vàng vàng giá vậy? Giá này để ngoài họ lè lưỡi nha.
Má, cái gì mà viền vàng á? Bỏ trong bọc vậy đó, bỏ tủ lạnh. Cái nào đâu? Con tử heo. Cái này mình phải làm cắt mấy cái mỡ mà mình vòng vòng mình bỏ hết. Cái căn của mình cái đó chắc là mấy trăm với em. Cái nửa ký mỡ ha. Rồi lấy hết nửa ký. Làm sạch bên ngoài mấy lộ mổ bên trong làm hả? Cái cạo trong ở bên trong nhìn dơ. Bữa nay hành hình như mắc hay sao, sáng mùa hành ngồi 3.000 có nhiêu đó. Bây giờ là chị bao mới đi hả? Cái bao tử này mình lộn y như mè gà. Mất cổ rồi mẹ hỏi tay vô luôn. Gì vậy? Con ơi, mẹ nhau một cây. Ngủ rồi. Cái bao tử nó rất là dơ luôn. Chị làm gì miếng thịt là trong. Còn nó bắt ba mua. Trong nó rất là dơ. Ở ngoài nó dơ không cha? Con quên xong chưa? Ngoài cũng dơ nữa. À, chị ba mày đang đi. Này để đây. Vậy là chị ba chưa về tới à? Mẹ nó cười mà. Hay sao? Tự nhiên khi dọn đất vườn thảo về cho coi nè. Mình cạo rồi mình có làm cái gì nữa không? Trời ơi, tao có tiền không biết cho ai đằng nào hơn đứa nào. Cạo xong ha, rồi chanh nè, muối xát vô nè, rồi cạo tới cạo lui 3-4 lần. Con hả? Cực quá vậy. Rồi mấy bó miếng cho xào, ngâm miếng nước cho xào ít thôi. Ngâm dôi. Bây giờ lộn quấy sạch rồi cái mới chạy dâu vô. Kêu giúp cá tưởng nó cỏ không chứ. Nhiều quá à. Ăn bánh xèo rồi, nhức nách rồi. Cái rễ nó đủ, nó ăn sâu lúc ở dưới, nó ăn sâu chừng 2 tấc, 3 tấc dưới đất á. Rau này mình ăn tốt mà. Rau này là rau Nam. Như thuốc Nam mà. Mình cỡ gì mình cũng không bao giờ tuyệt. Kệ nó, để có mình ăn Dương Út. Ở ngoài cái này đồ nhiều lắm. Nó lay gai vậy. Cái bông này cũng đẹp quá. Lá cách lồi. Cát lồi hay là cách lồi con cũng không biết. Cát lồi. Chị Huy mua nho đúng không? Mua có chùm nhỏ à. Mua mấy trái kia. Mua 2 bịch thuốc rồi nè. Tuy nghiệp không? Trước đang trái nho cũng vậy đó. Giờ hôm quốc cá luôn hả? Quốc cá rồi. Đâu bị gì đâu. Đâu bị đâu. Chừng chục trái ha, mua chùm nhỏ xíu chục trái ha. Ở chung như sau một lúc mình với Dương Út hái thì hái được một thao rau, rau vườn. Tuy nó xấu nhưng mà ăn nó rất là chất lượng nha. Rau diếp cá nè. Cải cách lòi nè, rau lá cách nè. Ở đây thì nhà có một mấy cái loại rau, cải salad nè, rau thơm nè, cải bẹ xanh nè. Giá nữa, một giá nữa kìa. Quá trời, mông điên điển một bọc. Cái gì làm nào? Chưa sắp trái cây với bông gì cũng nữa ai. Vừa gáo bự quá trời mà. Bông tử mình làm xong rồi trụng hả? Trụng chín không? Không, trụng sơn ra cạo lại nữa. Cho nó hết cái nhớt, mình trụng cho nó hết cái nhớt á. Cạo hoài á. Chị làm cái gì vậy chị hai? Hả? Chị làm gì á? Xé trộn với tẩy muối 10 đống xôi á. Chà bông hả? Chà bông hay gì? Đó, xé
đổ máy sinh tố quay. Nó làm nhiều cách lắm. Vậy xong rồi cạo xong rồi hồi đặng chanh với bóp muối ăn qua một cái nữa. Trời, nãy giờ quên mấy chai nước mắm rồi, chế vô miếng rồi. Cái gì vậy? Bán mùi xanh. Ủa, ngộ vậy. Người ta thèo nước mắm á, mình thèo mình bỏ vô nước mình trụng. Lạ. Không lấy gừng cái gì á. Gừng á, gừng nó bán mùi hay lắm. Cái thao cà na ăn qua làm này các bạn. Quá trời một thao. Chứ hồi mấy chị mấy cháu về ăn là trong vòng một nốt nhạc là sạch. Trộn người mới cạo ra được hả? Ừ. Rồi cạo xong rồi mới... Cạo xong rồi bỏ miếng muối đi chanh bớt rồi xả lại một lần nữa. Rồi mới ngâm dôi. Lên đây ngồi cho sạch mày. Cái ngồi cái dừa nè. Ta lột tới giờ lột hết luôn mà. Lột đại, lột. Mấy trái ta? 1, 2, 5. Tao có mua trái gì cũ gì thêm. Cái gì? Cái nhà mới gì lắp nước hả? Mà không vậy? Chứ làm gì? Đó hả? Hái rồi làm gì giờ? Lột ra hồi chị Năm có mua cánh dẹp gì không? Chào chị Năm đi chưa? Ừ, ăn sáng. Rồi. Ăn sẵn cái cánh dẹp. Canh chua cá lóc. Rồi nó nấu canh chua không á? Ừ. Canh chua. Kỳ vậy. Đó ăn lại đó phải bắt chứ đâu giận nó sợ tao bắt rồi hôm qua kìa. Cái đu đủ. Hay bữa nay là mấy anh chị chưa về đủ. Giờ này chưa về đủ. Thôi rồi hả? Mình nấu canh chua mình ăn. Cá nè. Nấu. Đấm đầm hay là cắt? Bằm lắm. Em nấu bằng cái khí tàu. Khí tàu khóm. Cái mình đang đi bẻ rau ôm. Rau này bỏ canh chua nó thơm lắm. Rau ôm này của anh Tư trồng á. Về. Một nồi canh chua. Ừ. Mẹ tới đâu rồi? Qua Long Xuyên, ê qua Hàm Cống chưa? Ủa, bữa nào muốn đi hết trơn rồi. Chưa nữa hả? Có quy nào mấy chị? Rồi, ủa má ăn tương nữa hả? Rồi mày. Bắt bay vô ăn cơm bắt bay. Vô vô anh ơi. Rất là từ từ mình làm mấy cái giả. Rồi mời nó nghỉ. Mày gọi chuyện gì từ sáng giờ? Chuyện gì sớm lắm. Ừ. 6 giờ là về tới rồi. Thank you.
rồi? Lên đây ngồi ăn nha ba. Quy đâu rồi, vô cơm Quy. Xe này quá tải rồi. Mấy giờ đi anh Nhân? 9:30 gần 10 giờ. Quyên múc cơm ăn vô con. Ngồi đàng hoàng đừng có đứng lên vậy. Ê, quay cái cổ xe qua. Anh đẩy vô góc đó luôn á. Nhân, đẩy vô cái góc cái cây thang đó. Lên tìm luôn. Tiếng trống kìa. Cơm nha mày. Cơm. Hả? Cơm. 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 Đồng bánh tím đó hả? Thấy đồng bánh tím không? Giờ tới giờ. Hả? Đồng bánh tím không kìa. Phát rồi ra đi ăn cơm. Dưới không, ăn cơm rồi. Rồi. Nhớ ổ đi rồi đi lên cơm. Dạ. Để. Nè con thôi tụi con phân phát đi. Bốc mà. Chén có chén sẵn đó. Ngồi thịt này nó mềm hơn ướt ba. Cái dưa cải này, chấm vô cái nước này nó mới ngon. Ngon. Ướt thôi thôi. Bảo cho đi chơi, chị ba đi hồi nào chưa thấy gì tới hả? 4:30 sáng. À 4:30 sáng vậy là chưa tới mày. Ừ. Chứ gì á? Nghe lời mày. Mày chị xảo lắm rồi nha mày. Đậu vô luôn. 4:30 sáng thức dậy súc miệng đánh răng. Đi ăn sáng. Đó thằng này nó em dễ mà hiểu chứ em ruột kìa. Nhà mày đâu có dễ gì. Cái này nó còn không gái. Nói rồi. Không. Dưới mất thịt coi lên. Ôi ôi. Thịt luôn hả? Ừ. Tới kìa, tới kìa. Chị ba một nhân vật rất là quan trọng. Mua nhang cúng chùa luôn hả? Ừ, về chùa hả? Nhang tụi con hai chấm báo. Về chùa am bà sáu à? Dạ, am bà sáu. Trời ơi. Rồi, chị ba. Trời lâu từ Tết giờ mới gặp chị ba nha. Đạt, đạt đi mấy giờ đạt? 9 giờ. Mấy giờ? 9 giờ giờ này tới không lại nha. Rồi gặp bữa ăn cơm. Trời ơi, ở sao trên lưng chị ba có cái hình ai vậy?
Nhìn nhìn sau lưng chị ba giống như là một hot girl ha. Nhìn sau lưng, nhìn sau lưng giống như một hot girl. Chủ nhân của bé Mai. Chị ba là chủ nhân của bé Mai. Thôi ơi, nãy giờ ăn hết tô rồi, thêm tô nữa hả? Cái này gì nè bé Thận? Ừ, chút chéo mà ăn lên. Trời ơi, cái ruột bự hết hồn luôn. Quay cận nó mới bự, cận lên. Nè, tôi mà muốn cái nè. Ừ. Gì đâu vui vậy? Cơm. Cơm. Ba trước hả mày? Trời ơi, nãy giờ không ăn cơm. Nhìn ghê mày. Gâu nó mọc thì từ từ cạo hết tiền mua lưới lam rồi. Trời ơi. Cạo đó là lưới lam lục. Em bán 2.000 nè, đi mua lưới lam đi. Lam 2.000 lắm. Ủa cái 2.000 luôn hả? Cái đó nhổ chứ cạo gì. Dạ. Tối nay mới về. À, trời ơi. Tối hả? Ta tao về chắc tối mới về. Hồi sáng giờ không về phụ mà sao giờ này mới tối mới về. Tối về mà. Nó chán ăn cơm nghe con. Con nhân đâu? Hạ xuống hết chưa lên đợi không đâu á, nói mà ăn trước cơm đó. Ờ. Cơm nhà mà. Cơm. Cơm cơm. Cơm. Thôi. Đây còn cái tô này hai con nhỏ này cũng ghẻ quá trời nè. Ăn dưa cải chấm với cái này nè mới ngon nè. Tám bẻ. Lấy muỗng ơi con. Nãy giờ mừng quá quên cơm luôn rồi, nãy giờ ăn chưa hết chén cơm nữa. Ừ, đón khách Sài Gòn với Trà Vinh. Lên đời ơi. Chị ba chưa? Không bằng chị ba. Chị ba đi có tài xế rước còn giữ hơn. Chị ba Thảo giữ lại vô. Bán súp. Chị bây giờ đi mua nước à. Ai ơi, chị hai hả? Nãy mình nói trong siêu thị rõ ràng nha. Chết. Kiều nên nó xiết mà nó đi siêu thị. Đâm vui ha. Đâm vui mà heo. Mấy qua mấy cái động tối nó còn hơn lắm. Nhiều món ngon quá, biết ăn món nào giờ. Ôi ôi. Từ hương thức đi. Gần nè. Hương thức hết món này tới món kia đây. Hả? Không biết. Đó 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 đó. Chuẩn bị ăn xong nè, ăn bánh xèo nè. Tới nữa hả? Công điển này mua hả? Cũng theo nữa hả? Giờ cho á. Cho cho chị hai. Nước lên nó mọc. Ủa người cho chị hai. Nhưng không có nước mặn mà có gì. Không có chỗ có nhưng mà. Nhưng mà nó đem vô thôi chứ hả? Nó đang nào vậy? Ngày mai. Sáng là buổi chiều. Mày nghĩ sao vậy? Chưa ăn mà hổ sáng là gì vậy? Em lập đàn cầu mưa rồi. Mai là sẽ mưa một trận linh đình. Đàn này không có bằng chú của tao đâu. Rồi gặp lại. Rồi gặp cao thủ với nhau. Không có chú rồi mày ơi. Ăn nước ra. Ông lớn ông hút cho nó. Nhỏ này mới làm ha. Để cho chứ. Ủa cái bao tử em làm chưa xong ha. Mới có ngâm dâu giờ xả vô nè mới cho ông nè. Ngâm nước vôi hả? Ngâm có liều lượng gì không? Bốn ký bao tử mà ngâm 200g vôi. 1 ký bao tử là ngâm 50g vôi. Vôi gì, vôi chậu hả? Ngâm nhiều cũng được nữa, tại vì vôi cũng không có độc gì, ngâm nhiều cũng giờ. Ngâm chừng ngâm lại. Chị Vi nói chị Vi lạnh rửa chén hả? Cái này là rửa từ sáng tới chiều luôn á. Bao tử mình bỏ vô cái thùng đựng nước đá, mình đổ nước sôi vô. Để cho nó mềm đúng không? Cho nó mềm, ôm lại cho nó mềm. Có, luộc mới cạo ra được đó. Làm cái này phức tạp đó. Xong rồi đậy nắp lại hả?
hai lần. Bao nhiêu tiếng? Hả? Cầm cho nó nguội nước thôi hả? Mà hai lần như vậy. Thấy cho họng cái trời ơi, ngước mặt lên trời ngã đó. Rồi nó dục. Giờ nay em đường mới ăn đó. Ôi nó thấy nhiều quá nó ăn quý củ lắm á. Ừ nó ăn nó dục á. Nó nhăn 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 rồi nó dục à. Ngon không con? Ngon không? Ngon thế à. Ủa ăn đi, ngon ăn đi. Thánh nằm gì nằm lụi vậy? Thôi mà trái nữa thôi. Rồi. Nó thấy có nhiều nó ăn nó bỏ chân. Đầu bếp bảy chiên bánh xèo nha, chiên hết thao bột nè. Trời ơi, chưa gì chân. Nắp làm gì nữa vậy? Nó có đậy. Dẹp đậy nắp bự ra. Đậy gì? Đậy bánh xèo. À. Mày không nắp vô mà họ đã xét được kìa. Cái gì vậy? Anh ba có sắn của đồ vô chưa? Bộ sắn rồi hả? Sắn rồi đó kìa. Tới nè, giá nữa nè. Mong sao mưa đừng rơi. Nay thầy bảy ra tay, mong sao mưa đừng rơi. Đó, cái nước cốt còn đó. Chứ nhiều là nhão nha. Ừ. Vừa rồi, nó bánh xèo vừa đó nha. Thôi đó, mình ăn cái này trước, mình hết đi. Để thêm chút xíu nữa. Bảy Thuận chiên à, chị Vi phải ăn hết. Bác Tư anh tới kìa. Trai chiên bánh xèo mới sắp chứ. Dầu gái đứng dầu dầu mới cho thằng trai chiên bánh xèo. Vậy mới tốt. Linh Linh chỉ chém cho coi. Chắc bị chửi tè tôi. Tao là đứa tên. Thôi là thằng tên tới về nào. Tình hình là chúng ta đang dự đoán mà một cái đám mây đen phía bên kia nhà. Dòm gì? Đi tổ đình người ta có chỗ đồ đạc người ta để, người ta chỉ có đi mình không tới đó. Vô vô lại chút vậy. Ừ, ai vô lại xách đồ vô chứ, có ai đem đồ theo? Mà ta không có lại đi. Anh đi lên cha coi. Hải Hùng Sương Gió bằng cái nhà bằng chỗ tèo mà lên tới đây vậy nè. Động tâm. Tao bị kẹt à. Chị Tư mày đi. Cái hậu. Kéo đi một nhóc. Trắng một chút. Rồi, không để con chiên cho. Thôi, cảm ơn. Rồi, đi khỏe đi, con làm cho. Rồi. Nó quẩy hút ly cà phê. Ta cho tao uống đá đường không? Hả? Cà phê bỏ đường không? Không, cho tao uống đá lạnh. Trà đá ha. Ờ. Nó đá lạnh nó biết trà đá liền chưa? Đá lạnh với trà đá giống nhau hả? Mấy thầy ráng học nha. Thượng chết, đem lên cho con mấy cái gì khô, con nói trời trời ơi đừng có đem. Em đây là hữu lầm nữa, công nghiệp tôi. Đừng đem. Thôi ở chợ không có dừa. Tôi nói biết ở chợ muốn ăn là không có dừa mắc thiệt. Đi thấy đi chợ mua đó. Mày Mỹ đâu? Nó cười cho mày. Nó cười cái đấy chưa? Trời ơi. Con gút mà. Rồi con trai bạn đầm chi hả? Ủa trai bạn đầm. Trai. Trai để đâu bông bạn đầm. Con gái hả Quyền? Con gái vậy không? Rồi, rồi. Chị ba đi hồi là mấy giờ sáng hả? Nước cười kìa. 9 giờ. Dạ. Ăn đà mày chùa lắm mà. Trời, nhắn mày làm hủ tốt như hả? Tốt như. Hủ tốt như. Hủ tốt như. Con lên ăn đi sớm để đi. Đâu? Cầu thủ hả? Trời ơi, biết đá banh không? Này học cô Út chiên khéo khéo rồi đó. Đỡ rồi ha. Đỡ rồi. Đỡ thôi chứ chưa có đạt nha. Gì vậy gãy chiên thế vậy. Tôi nhúm vô được rồi. Bữa nay bánh đẹp rồi đó các bạn ơi.
không đẹp thì làm thêm vài lần nữa là nó sẽ đẹp. Mắm mình ăn hoành tráng hơn, có thêm cái trắng, trắng cái đỏ. Mắm nêm này mai mình mới ăn. Mai ăn món gì? Ta ăn thịt bò, mình ăn thịt heo. Thịt heo xào. Thấy con em chưa? Xào giấm chấm mắm nêm. Chú Khế. Mình làm như bò giả đi. Hăng, bưng lên trước nào. Nó dừng lại. Bồ của em đi em cười ngồi cười chết. Nhìn sau lưng tự hóc. Tưởng hóc ghê. Ừ, trước là 80. Cái chén nữa chứ. Đặc biệt đâu dừng. Trời ơi. Ăn vụng là ngon nhất. Muốn ăn rất là hồi no luôn, khỏi ăn luôn. Bắt làm gì là ngon à. Nãy giờ em no rồi. Nhấn vô quạt hay quay cái gì ha chưa anh? Trời ơi, phải lấy chiếc rồi hả? Kỳ dữ vậy. Tôi thấy đâu cần chén luôn ha. Muốn người ta chấm vô chén. Có lá bằng lăng kìa bác Tư. Mấy cây đó là cây bằng lăng con á. Ăn nhẹ, mình ăn nhẹ bữa xế thôi. Ê. Chiều ăn cháo lòng. Súp cua nè. Nè cái này đẹp tuyệt vời luôn. Lâu lâu ngàn năm được một cái đẹp đó. Quay con heo. Nó làm tự nhiên quay con heo. Nó nấu món ăn con heo ngán rồi mẹ. Để đi. Ủa vậy cũng biết đó hả? Sợ tưởng đâu chị ba không biết chứ. Mẹ ơi nó chạy hả? Mày nó chạy còn chậm á. Ở dưới hả nó chạy gỡ con có 1 phút con cào con la là. Chạy còn lên có tí mấy à? Chạy dữ lắm. Chạy lẹ lắm à. Bắt đầu. Con đi 2 tiếng mấy lên liên tiếng à. Đi nằm với rồi chú nằm mấy ngày là 2 lúc. Thôi hả? Ờ nó lên cầu á. Đã nói nha. Chạy á bà. Không hiểu quá. Thôi vậy dụ gì. Mà biết có chuyện nữa. Còn buổi coi vậy rồi báo vợ báo con. Em luôn. Bà mèo. Mình ba đang ban trời á. Đã đạn bữa nay sao tôi thấy tao nhẹ quá vậy. Bữa nay mình có được mấy con ốc rồi mình bỏ vô đây nha. Để chừng nào nhiều rồi mình là chừng nào nhiều rồi mình ăn. Ốc treo vàng bíp đặc sản miền Tây. Giờ chuẩn bị nấu cơm, chuẩn bị ăn cơm chiều. Trời bây giờ đang chuyển mưa rồi các bạn ơi. Đang chuyên bánh xèo còn mấy cái nữa là hết mà không biết có kịp không nữa. Quá trời gió lớn rồi. Hy vọng là sẽ kịp. Lá cây nó rụng quá trời rồi. Hay em vô ông sọn đem xuống dưới luôn đi. Chứ để ủa bà làm gì tôi nói nay nghỉ không có gói bánh rồi đâu có nghỉ đó, chị tưởng là có gói bánh này chị nghỉ để ở nhà quá chơi vậy đâu không có gói bánh thôi chị ạ.
trời mưa rồi các bạn ơi. Rồi ở nay chị Vi mặc đồ xì tin của ta. Cái gì? Mặc đồ xì tin đó, đem lòng về hả Đạt? Lòng, lòng heo. Ăn bánh xèo không? Bánh xèo, rồi làm rồi luôn. Tôi ăn chưa? Heo mấy ký à? Ba mấy ký. Heo gừng hả? Bình lai. Trời mưa vậy mà chạy ướt áo nha kìa. Trời vừa cải chấm cái này ăn ngon, hồi chưa ăn rồi giờ ăn nữa quá ngon luôn. Món này đúng bài rồi mà. Nè dưa cải nè. Chấm với thịt kho. Thiếu ớt. Là này món này là ngày xưa là chuyên gia là Tết rồi. Ha. Tết là mới có món này. Thiếu ớt. Đúng là món dân truyền nhân gian giờ ngày Tết rồi. Ờ đúng rồi á. Truyền thống luôn rồi. Mà bây giờ á thì ngày nào không có hả? Đúng rồi, giống như ba mất rồi qua. Dưa hấu vậy á. Chị ba chị năm đi chợ rồi. Dưa hấu ngày xưa á. Có hả nè, chị ba chị năm về hả? Về rồi, về trước mình hả? Đi chợ rồi. Rồi tôi rửa sạch rồi đem vô. Món vô, quả xào lỡ giống xanh. Không có hồi vậy, kẹo nước mắm không có hồi. Có dừa kìa. Hả? Thì hả Vinh? Em không biết nữa. Cái nấu cháo gì có ruột mà nấu nhỏ vậy. Đầu bếp chị ba đến từ Sài Gòn. Trời ơi ghê. Đầu bếp chị Tư. Chị Tư gì, chị Tư... Có ai nước không á? Không có nước gì đâu. Ờ, múc miếng nước đó hả? Cái này là cái gì chị? Cái ruột. Trụng hả? Chị trụng nước mắm cho nó đừng có hôi. Rồi để đem ơi, làm nước này thì làm gì làm. Mở rồi. Lâu nấu cháo được. À. Đây bỏ heo gừng đó hả? Heo gừng. Heo gừng lai. Còn bên đây là trụng đúng không? Nấu cháo. Bảy giờ cháo hả? Trụng rồi hả? Ừ. Rồi cái nồi thịt kho hôm qua là bữa nay là ủa phải. Có đây là bò. Cái nồi thịt kho đây còn. Em chở ăn đi em coi cho. Rồi ăn đi. Xong rồi. Để chị mới ăn cơm. Xong rồi. Hôm nay trời mưa bẫy bã quá. Sẵn có anh chị Sáu thì nói anh chị Sáu luôn mày. Sáu đâu có ở này đâu. Đâu có về. Trời ơi. Giang khe luôn. Vậy chị Tư nào vừa hả? Ờ nào vừa. Con máy này lại nào vừa coi. Ừ, nước dừa. Đổ ra. Đổ ra. Đâu rồi, đổ vô thêm ơi. Đừng có đổ vô nước vô nữa. Nhiêu nước này đủ rồi. Tôm luộc. Đổ lại đi, hỏi sao dớt ra. Dừa ngọt mà. Chào các bạn, bây giờ là 6 giờ mấy tối à.
nay nhà có đám giỗ cho nên giờ này còn mở đèn sáng sáng. Trong nhà chuẩn bị nấu cháo lòng ăn. Thằng Út nó mua con heo có 30kg gì đó đem đi quay. Em bị thiếu canxi. Ai bị thiếu canxi? Có ạ. Tôm luộc. Tôm nó mập lu quá. Tôm hả? Dĩa rồi. Ai ớt thì ăn đi. Đó, hợp lý rồi. Ý kiến này hay nè, tôi thích. Ê, mà ông đang ăn cam, ông ăn cái này vô là ông xỉu. Chút xíu. Có kỵ không? Có kỵ không? Kỵ á, cam chứ này kỵ thiệt nha. Vậy hả? Ai ăn cam không được yêu tôm nha. À. Rồi sao? Còn nữa thôi. Cái này anh chơi chiếu nè. Là bây giờ nó nói ăn cam không ăn tôm không được. Không phải ăn không được, ăn được nhưng mà nó bị nhiều khi nó không tiêu. Chết chắc luôn. Là đâu có, em chưa có ăn cam. Nó chưa ăn cam mới chưa cẩn. Này em ăn cam mà. Anh nói chuyện chắc con chuyện cũng chưa ăn cam nữa chị ơi. Hai vợ chồng nó chưa. Bỏ vô nồi cháo tiếp đi. Để chừng nó rớt. Có xui rồi, có xui rồi. Em còn trẻ, tại anh mới nhỏ bắt phạt á. Không thì bắt bận đẹp nè, mà bắt bận vừa hả? Đủ giấy á, mày nó nhỏ. Ê, gì vậy? Hả? Lấy lại, ra, đi ăn nước lạnh. Đây này dùm. Cái món này ăn dụng nó mới ngon. Không biết. Chưa thấy món cần ăn. Mình thấy mình chịu không nổi là mình phải lụm miếng liền nha. Cái đèn lâu quá chứ. Thôi cho tim kìa, đưa tao miếng. Đưa cho mẹ miếng tim này đi. Cắt mẹ ha, cắt ra chứ không cắt thôi. Nó đổi người rồi, vậy ta. Trời ơi, trời ơi. Đây miếng tim nha. Hả? Đó là làm chén nước mắm mặn sẵn đó. Tim chín lỗ luôn á. Nè, để gì đó, để đi. Nè, cho em cái gan, cho em cái gan. Ừ, gan lớn gan. Ăn gì bóc tinh. Ừ. Mẹ miếng thịt non nữa. Ở phải ăn tương. Chị hai. Chị ba về, chị ba góc miếng thuốc á. Sao kia chị hai. Đang ăn tương vậy đó. Cái nào phèo non? Không biết cái nào phèo. Cái này nè. Non nè, đây non nè. Cái này nè. Cái đó đó. Nguyên cần đó cắn luôn á. Vậy à, vậy là con heo này heo cái. Cái này là tuyệt đỉnh nè. Heo cái hả? Đây heo cái, nó có giò chường. Cho con. Ơi ai đâu cười vậy? Bị gà. Rồi một con gà hy sinh rồi đó. Áo rồi. Sao? Ý là không lợi vậy. Chỉ con nhỏ chỉ đi chợ gì. Con nhỏ ơi, con thú. Nóng quá. Con phổi. Mày bóp cho chân. Ủa lấy cái gì đựng mỡ ta. Này xác lại gà ăn cháo hả? Ăn cháo. Sắc mình bỏ vô miệng mình nhai mình nuốt. Mới lấy trong nước sôi ra đó. Hấp dẫn nha, nó chua. Em thử đi. Chơi làm hả? Nóng. Nó khổ, nó liền tới rồi. Mày, nước mắm mặn rồi vậy đó. Chấm cái nhà. Anh lại chấm đi, nước mắm miếng chi nước ngoài trời. Từ từ. Chấm ăn đi. Mới nãy ăn cam cho nên bây giờ để từ. Chị Mai kìa lại chấm nữa. Ăn cam và ăn lòng chứ mà là cam lòng. Đồ, nước miếng cũng ăn nữa ta. Cái gì? Hai cái nghiên cứu tên là gió. Rồi. Chuẩn bị dần dần vừa rồi.
này ai lột ra để vậy đây vậy? Ai lột vậy? Thôi con hai người đó đạt đi. Ai lột? Nhưng mà Minh Toàn thấy tiền hả? Lột chi vậy? Lột ra thử coi tôm chắc không. Lột, tao phải lột hết vậy nè. Thấy chưa? Rồi làm sao? Mà cái gạch này nói chung là cũng chưa có chín nha. Cũng được thôi. Mình đưa cái mình đó, con cái bụng cái bụng có bị yếu không? Chấm đúng không? Sống đang sống hả? Sống rồi sao nó đâu không? Đâu á tại là cung cấp à, muốn con nào hả? Vậy hả? Mình thử mình ăn vậy mới biết chắc hả? Thử thử thôi. Đây. Cậu hãy thử trước đi, mình từ từ. Ồ, cái này chuyện nào con lạc thấy không? Bè gì vậy? Đúng rồi. Phan mà bỏ về thì nó là trợ Phan cho hết. Cái gì? Vậy đây 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 thiêu quỷ giùm cho. Tại sao hả? À? Học hay luôn á. Thấy thấy ăn xèo đi. Không ăn xèo đâu. Ăn đi rồi hỏi cháu. Cái cuộn nó sao không dắt nặng không ăn rồi còn gì của. Đâu có gì vậy đó. Thôi lên ngồi nhập tiệc đi đi vòng ngoài. Đâu? Hả? Về ngoài tắm rồi vô liền. Không biết đây. Lên tức, lên ngồi đi. Kêu mai đó. Ăn ra ta ăn xèo. Ăn xèo chút xíu đi rồi kìa. Ăn hồi ngon. Rất chai có uống cho nó đã khát nó nha. Trời ơi. Đã khát nữa. Ăn nó chịu lắm không? Chị ba là 1 tiếng sau, em thấy chị ba là 1 tiếng sau nha. Ừ. Em có thích 1 tiếng nữa. Mai tím nữa nè. Hả? Mai tím nữa. Tím cả dòng sông. Năm ăn năm. Ăn đây ăn nhiều chút xíu rồi chứ. Ăn giờ đây mình ăn bóc. Bóc nó ngon. Ăn chừng hai mấy bữa đói. Ha ơi, ăn thử. Rau. Hả? Ăn đi. Hỏi nè hai. Sao tao không biết ông hỏi? Hỏi mềm lắm. Con rau nè, con rau nè. Kèm rau vô nó mới tiêu. Rau này gọi là rau gì? Rau thơm mà nó gọi là rau thơm. Húng cây. Nó gọi là rau gì quên mẹ rồi. Húng cây. Húng cây vậy? Ừ. Húng cây rồi đi không tuổi. Thêm mốt rau câu nữa hả? Úc Đạt nấu rau câu nha. Mấy câu này của Hải Phòng. Hải Phòng. Rau câu đó nhiêu vậy? 10 đồng. 10 đồng nhập khẩu từ Trung Quốc luôn. Nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc luôn hả? Ừ, trực tiếp từ Trung Quốc. Thôi nên không có sợ bị độc hại phải không? Không có sợ bị lầm của người khác đúng không? Đúng hàng Trung Quốc xài nó mới ngon. Rồi. Dạ. Ê, cà na đâu? Cà na đem vô bọc hết rồi. Để chị nào làm cho em? Thì đó anh mới vừa ngán ngán em lại đó. Vậy hả? Bây giờ anh rảnh chưa? Thì nào em rảnh lại á. Âm nước thứ hai nữa nó ngon quá ha. Vừa mềm vừa tan. Vừa mềm ngon. Bởi vậy khỏi cần ngâm cho tàu chi. Dâu hơi cũng ngon. Đổ được hai xửng hay là hai xửng này là sữa đó hả? Cái này là đổ màu gì? Đen, cà phê. Giới thiệu với các bạn là anh Nhân đang học Đông y. Anh mình đang bị cái tay mình bị nó khó chịu, mình nhờ ảnh chữa trị giùm mình, không biết thành công không. Mấy anh em còn đang ăn cháo chờ ảnh, còn mình thì đang trốn với nhà chị hai chị bệnh này, chữa trị theo phương pháp bấm nguyệt cổ truyền. Bấm làm sao mà em chạy 50 cây số trên giờ? Mấy giờ mình này... đo đúng không? Đo huyết áp đúng không? Huyết áp. Còn mấy dụng cụ này là của môn viện chẩn.
hết, đang hơi nhảy cú. Nóng á. Chào các bạn, như vậy là kết thúc một ngày chuẩn bị trước đám giỗ. Ngày mai tiếp tục đám giỗ, mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Bây giờ xin chào các bạn.